chẳng cứ chẳng lệp khiêm tục không đam trông cái tiên ở mình baby em mà nó đặt khăm mà đặt khăm ai cơ còn là bây giờ mình baby sẽ tôn mà nắng ấy tao mà rồi sắp lực đáy từng ốc nè nó lực đáy không nhưng là một co nè pi ngay nữa là một co chạy trong co đó không sợ biêm mấy kia đấy nên là cần đất niềm toàn thân háo châu vĩnh nên chọn bắc cái đâu rồi hơi buồn quá chứ nên lúc lấy đồ rồi